xác minh vụ xô xát giữa lực lượng trật tự đô thị với các tiểu thương tại Cà Mau. Trên mạng xã hội vừa xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh được cho là vụ xô xát giữa lực lượng trật tự đô thị và tiểu thương ở Cà Mau. Diễn biến sự việc như thế nào mời cả nhà theo dõi tiếp ngay sau đây nhé. Ngày 25 tháng 7, Ủy ban Nhân dân thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau cho biết cơ quan chức năng đang làm rõ vụ xô xát được cho là giữa lực lượng trật tự đô thị với tiểu thương. Trước đó, đoạn clip dài hơn 4 phút đăng trên một tài khoản Facebook ghi lại cảnh một số người xô xát ngay bên cạnh chiếc xe tải có chữ Trật tự đô thị phường 2. Hình ảnh cho thấy một số người mặc quần áo công vụ, đeo bảng tên được cho là lực lượng trật tự đô thị, một số người khác mặc đồ thường được cho là các tiểu thương. Vụ xô xát xảy ra ở phường 2, thành phố Cà Mau. Hai bên lời qua tiếng lại, cãi vã, sau đó xảy ra đánh nhau. Một số người khác vào can ngăn. Theo hình ảnh từ clip, nhiều tiểu thương đã có những lời lẽ khiếm nhã và động tay chân với lực lượng thực thi công vụ. Sau đó, hai bên đã xảy ra xô xát. Sự việc khiến nhiều người hiếu kỳ dừng lại theo dõi, gây ùn ứ, giao thông phức tạp. Trưa cùng ngày, một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau xác nhận có vụ xô xát giữa cán bộ trật tự đô thị và tiểu thương trên đường Phạm Văn Ký, phường 2, thành phố Cà Mau. Tôi đã xem clip và công an đang làm việc với những người liên quan. Ủy ban Nhân dân phường 2 đang làm báo cáo vụ việc, đang kiểm tra trật tự đô thị xảy ra xô xát với tiểu thương. Khi có báo cáo, chúng tôi sẽ thông tin cụ thể sau, vì lãnh đạo này thông tin. Được biết, tại khu vực xảy ra vụ việc, ngành chức năng đã cấm người dân buôn bán. Vụ việc xảy ra khoảng 6 giờ 30 phút ngày 25 tháng 7, khi lực lượng làm nhiệm vụ gom đồ, tiểu thương bày bán dưới lòng đường, bỏ lên xe. Khi các tiểu thương lên lấy lại đồ thì xảy ra xô xát. Sau vài giờ đăng tải, đoạn clip trên đã được gỡ khỏi tài khoản Facebook. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh làm rõ. Còn bạn thấy sao về sự việc này? Chia sẻ với chúng tôi ngay bên dưới phần bình luận và đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để tiếp tục cập nhật những tin tức đáng chú ý trong ngày nhé. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.